Dạ, xin kính chào quý anh chị. Hiện tại bây giờ em đang có mặt ở gần Hồ Chí Minh nha chị nha. Em đang có một sản phẩm nghỉ dưỡng, có một căn nhà có sẵn khoảng 500m2, sổ riêng, mặt tiền đường nhựa. Đây anh chị. Đấy, con đường này là con đường đoạn thời điểm đang đổ nhựa nha chị nha. Đang đổ nhựa, độc lòng đường là khoảng 10m, rất là lớn. Và anh chị thấy không, công trình đang thi công, phía trong đấy đang đổ đường. Thì sản phẩm em từ vị trí mặt tiền đường này của em đi vào là khoảng 200m và em không đi tới anh chị ấy. Là mặt tiền đường này là mặt tiền 762 nha chị nhá. Mặt tiền 762. Anh chị đi thẳng thẳng đường này ấy, anh chị sẽ đến ngã tư Tân Lập, rẽ tay phải thì anh chị sẽ đi đến thị trấn Trảng Bom. Còn nếu anh chị đi thẳng thì anh chị sẽ đi ra quốc lộ 20 Đại Lệ nha chị nhá. Và đi theo viền Hồ Chí An. Và đây. Theo đường này. Nếu chị đi theo đường này thì anh chị sẽ đến thị trấn Vân An, đến Hồ Chí An nha chị nhá. Xe cộ lưu thông rất là lớn. Đó. Và hiện tại bây giờ giá ở thời điểm hiện tại bây giờ rất là rẻ thôi anh chị ạ. Anh chị thấy không? Lưu lượng xe thông rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ em sẽ bay flycam lên để em soi con đường này với cả em cho chị coi hình dung là cái miếng đất của mình đi vào đang đổ nhựa thế nào nhá. Rồi em sẽ đi vào trong view cho chị coi. Rồi bây giờ anh chị theo dõi em nhé. Đây chính là con đường đi từ thị trấn Vĩnh An vào đất của mình, anh chị thấy không? Nhà cửa dân cư có sẵn, đường điện có sẵn và đường đèn điện này, anh chị em. Đấy, dân sinh, đèn đường có sẵn hết luôn. Và chúng ta sắp tới đất của mình rồi. Đó, tới nơi thì em sẽ quay cho chị coi. Dạ, xin kính chào anh chị. Hiện tại bây giờ em đang có mặt tại lô đất của mình đây anh chị ạ. Đó, đây chính là cái view của mình đây. Anh chị thấy không? Đấy, hoa giấy, cổng hai bên là trồng hoa giấy. Và hiện tại bây giờ dân cư có sẵn này anh chị này. Đó, em sẽ quay cho anh chị coi dân cư có sẵn nhé. Đấy, anh chị thấy không? Ở đây có một nhà dân có sẵn này. Đó, và đây có một nhà dân có sẵn thì cái con đường của nó của mình đi vô anh chị thấy không? Ở trên kia có một số người đang đứng chặn đường là tại vì đang đổ đường anh chị nhé. Thì em sẽ bay vào flycam cho anh chị coi là người ta đang đổ đường phía trên đó. Đấy. Rồi, bây giờ con đường của chúng ta đây. Con đường chúng ta hiện tại chỗ này là con đường 8m anh chị nhé. Rất là rộng, 8m xe hơi của em. Đây, xe hơi đây. Đó. Thì phía lòng đường phía dưới vẫn còn nha anh chị nhá. Rồi. Rồi, thứ hai là anh chị thấy không, con đường này. Một mặt này chúng ta đi thẳng một mặt chúng ta sẽ đi đường tỉnh lộ 762. Kẹo tay phải chúng ta sẽ đi về hướng thị trấn Trảng Bom và đi Đà Lạt quốc lộ 20. Còn kẹo tay trái chúng ta về thị trấn Vĩnh An nha anh chị nhá. Còn đây, đằng sau lưng em. Đằng sau lưng em con đường này đây. Đó, con đường đây. Con đường này á thì anh chị đi thẳng đường này sẽ ra đường 767. Đường 767 là đường kết nối tỉnh lộ từ khúc ngã ba Chị An, khu vực sông Mây cho đến thị trấn Vĩnh An mình. Và chúng ta sẽ đi từ đây ra thị trấn Vĩnh An. Đi từ hàng này chúng ta sẽ đến 767 và đến thị trấn Vĩnh An. Chúng ta sẽ đến Hồ Chí An nha anh chị nhé. Anh chị nào mà có nhu cầu mà nghỉ dưỡng ấy, mua một cái căn nhà vườn để nghỉ dưỡng thì gần khu vực sông nước Hồ Chí An mà để mua để đó cuối tuần ấy, chở con cái về đây chơi ấy, hoặc là kiếm một nơi để làm một căn nhà thứ hai để cuối tuần về đây chơi với con cháu ra hồ trên câu cá thì một căn nhà này là cực kỳ hợp lý nha anh chị. Anh chị nhìn nha, đây căn nhà của mình đây.
có đường điện có sẵn và có đèn đường luôn chị nhá. Có đèn đường luôn, đường điện có sẵn đây. Rồi, em sẽ đi vô căn nhà cho chị coi. Thật sự là căn nhà cũ rồi, căn nhà cũ rồi. Cho nên chị phải cải tạo lại. Anh chị chủ yếu là mua đất thôi chị nhá, mua đất thôi. Rồi đây, em sẽ đi vô này. Với diện tích của đất của mình ngang là 7m, sâu là 73m. Đó, ở phía sau nở hậu ra 8m hơn nha chị nhá. Tổng diện tích là 500m2 sổ riêng. Đây là căn nhà có sẵn, thì căn nhà trong đây nó cũng cũ rồi anh chị ạ. Đây. Đó, thì căn nhà là căn nhà tường. Anh chị sơn sửa lại và làm lại là được. Rồi, còn nếu anh chị không thích thì anh chị có thể đập đi để mình xây lại căn nhà mới. Rồi em sẽ soi lên phía trước cho anh chị coi này. Đó, ở phía dưới này á là đất cũ của nó là đá. Đá chạy từ đây ra cái kia luôn. Cho nên xe hơi chị chạy vào đây thoải mái, không bị lún nha chị nhá. Rồi, tường rào hai bên có sẵn đầy đủ hết. Đó, tường rào hai bên đầy đủ hết, cổng có sẵn và điện cũng có sẵn. Và đây là đất là đất xào 500m2, nhưng mà nó trong khu dân cư nha chị, khu dân cư để ở. Và nếu mà tầm tài chính 1.4 tỷ ấy, anh chị mua đất lô ấy thì vẫn được, thì anh chị có thể vô đây 1.4 tỷ anh chị mua sổ riêng, một căn nhà riêng, rồi mặt tiền đường nhựa, sau này có thể kinh doanh nhẹ được anh chị nhé. Em cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi hết clip của em. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua bất động sản này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0772088263. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Anh chị nào cần thông tin hơn thì mọi người ơi mua đất đi mọi người ơi. Đây anh chị ạ, hiện tại bây giờ chủ đang cạnh đây luôn. Đấy, anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại em nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn anh chị ở clip tiếp theo. Cảm ơn.